Xin chào các bạn đến với chương trình podcast Đan Cine của Điện ảnh .net. Hôm nay, chúng ta cùng trao đổi về bài viết Avatar 3 sẽ có thêm tộc Na'vi mới toanh, người núi lửa. Những bước đi hoàn hảo tiếp theo cho đại tá Quaritch sau Avatar The Way of Water đã được James Cameron tiết lộ trong một buổi trò chuyện liên quan đến Avatar 3. Quay lại quá khứ một chút cùng tôi, Daddy Stephen Lang đã ra mắt với vai đại tá Quaritch trong Avatar năm 2009 và mặc dù nhân vật này đã hy sinh dưới bàn tay của Neytiri, thì trong Avatar The Way of Water, James đã đưa kẻ ác trở lại với tư cách vẫn là một người lính phe người trời với bản sao của Quaritch trong một cơ thể Avatar mới. The Way of Water đưa người xem theo chân đại tá Quaritch trong cuộc hành trình mới của ông khi gặp lại cậu con trai của mình và bắt đầu làm quen với cuộc sống của người Na'vi. Trong khi Avatar phần đầu tiên tập trung vào Omati Kaya, một tộc người Na'vi sống trong các khu rừng ở Pandora, thì Avatar The Way of Water lại đưa chúng ta theo chân Jake Sully và gia đình anh tìm nơi ẩn náu với Mệt Kazina, một tộc người sống trên các quần đảo nhỏ giữa đại dương. Chúng ta đã có những cái nhìn thoáng qua về các tộc người Na'vi trong Avatar khi Jake đang chiêu mộ một đội quân để chiến đấu với quân RDA. Nhưng lần này, Avatar 2 đã giúp tôi và nhiều người xem khám phá chi tiết hơn về một cộng đồng mới. Và điều này sẽ mở ra cơ hội cho nhiều tộc Na'vi hơn được giới thiệu trong các phần tiếp theo của Avatar. Một trong những gia tộc này đã được đạo diễn James Cameron tiết lộ và có thể tộc Na'vi sẽ nắm giữ chìa khóa quan trọng cho tương lai của Quaritch. Trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm 20 Minutes của Pháp, James Cameron đã hé lộ về sự ra đời của một tộc người Na'vi khác, một bộ tộc đang tìm kiếm sự cân bằng giữa tốt và xấu, giữa con người trên Pandora và người Na'vi bản địa. Ông đã chỉ ra rằng đất rừng cây cối sẽ được đại diện bởi người Omati Kaya và người Mệt Kazina đại diện cho nước và lửa sẽ được đại diện bởi người cho. Một ngụ ý sự xuất hiện của tộc núi lửa Na'vi, những kẻ sẽ là nhân vật phản diện của Avatar 3. Vị đạo diễn tài ba cũng nói thêm rằng cả Avatar và Avatar The Way of Water đều đề cập đến những mặt rất tiêu cực của con người và nhân sinh quan vô cùng tích cực của người Na'vi, nhưng Avatar 3 sẽ đảo ngược những ý niệm này. Quay trở lại với nhân vật Quaritch trong Avatar The Way of Water, rõ ràng vị đại tá lão làng giờ đây đã trở thành một thực thể Avatar sống động hơn, bản lĩnh hơn và cũng tàn ác hơn. Nhân dạng này đã giúp ông ta có thêm tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng hòa nhập tốt hơn trên Pandora. Nhiệm vụ truy tìm và kết liễu Jake Sully của Quaritch đã buộc vị cựu đại tá phải bắt đầu chấp nhận cuộc sống như một người Na'vi, bao gồm cả việc ông ta học ngôn ngữ bản địa và gắn kết với Ikran của chính mình. The Way of Water cho thấy sự khởi đầu của một sự thay đổi bên trong Quaritch khi ông tỏ ra hối hận vì đã đốt cháy một ngôi làng của người Na'vi và hy sinh kế hoạch của mình để cứu cậu con trai, Spider. Vào cuối The Way of Water, Quaritch trong tình trạng bị thương nặng đã bay đi trên lưng Ikran của ông ta vào khoảng trời vô định. Nhưng vì Stephen Lang đã được xác nhận sẽ tham gia tất cả các phần tiếp theo của Avatar, nên mình nghĩ rằng ông ta sẽ trở lại với đầy đủ lực lượng khi Avatar 3 phát hành vào năm 2024. Tuy nhiên, Quaritch chắc chắn sẽ trải qua nhiều thay đổi khi ông ấy ngày càng yêu mến và đánh giá cao hơn về cuộc sống của người Na'vi, cũng như mong muốn một cơ hội để gắn kết với đứa con trai bị bỏ rơi sau khi tạm biệt cơ thể người trời trong Avatar. Và vì thế, điều này sẽ thiết lập một cốt truyện hoàn hảo cho Quaritch trong Avatar 3. Tóm lại thì trong Avatar 3, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm một bộ tộc Na'vi mới và tất nhiên bộ tộc này sẽ không hề ôn hòa như tộc Na'vi ở biển kia đâu. Ngoài ra, rất có thể Miles Quaritch cũng sẽ có mối liên hệ với tộc người cho này sau khi ông ta rời khỏi vùng biển của bộ tộc Mệt Kazina. Khi cạnh về một câu chuyện xám sẽ được phát triển trong Avatar 3, nơi sẽ không có một những người trời hoàn toàn phản diện và người Na'vi hoàn toàn là chính diện nữa. Thật sự là một nội dung đầy hứa hẹn phải không các bạn? Chỉ phải đợi hơn một năm nữa thôi, so với con số 13 năm trước đó thì quãng thời gian này cũng nhanh mà nhỉ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Đan Cine. Nếu bạn có ý kiến hoặc đề tài muốn thảo luận, hãy gửi ở bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại bạn trong số tiếp theo được phát sóng vào ngày mai.